Trong phần này chúng ta đã nâng cấp cái DC này thành Domain Controller rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào để đăng nhập cái server của mình. Như vậy thì các bạn thấy là sau khi mình cài đặt xong nè, nó sẽ nói là mình sẽ đăng nhập vào AMC Quang Bình Seed Administrator. Như vậy cái User Admin thì nó có hai vùng để đăng nhập. Một là nếu như mà các bạn đăng nhập vào mình quản trị chỉ một cái máy server này thôi thì mình đăng nhập với một tài khoản cũng là admin nhưng mà mình chọn là local. Còn mình đăng nhập admin nhưng mà ở đây là mình quản trị cả một vùng luôn. Tức là mình tạo ra user thì cái user đó nó có tác dụng là trên các máy con nữa. Hoặc là mình cung cấp dịch vụ DHCP hoặc là gì đó thì mình chú ý cái chỗ mà đăng nhập này. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào lại cái máy của mình. Đăng nhập này MPA+S. Rồi, sau khi mà mình nâng cấp server xong thì nó yêu cầu mình đăng nhập lần đầu tiên, mình phải thay đổi cái batch cũ đi. Đó, thì chỗ này mình chọn OK và mình đổi cái batch mới. Batch mới thì mình nên đặt cái password, chữ password ha. PA+SSWORD. Tí nữa thầy sẽ gửi cái này cho các bạn. PA+SSWORD. Mình thống nhất một cái batch để cho tất cả mọi người đặt cho nó quen chứ không là mình đặt nó sẽ quên. Rồi ở chỗ này thì nó lại hỏi mình là mình đăng nhập vô bằng quyền gì, cái mà hồi nãy thầy nói nè. Như vậy ở chỗ này nếu như mà mình muốn đăng nhập bằng cái user khác không phải là admin thì mình gõ cái tên user ở đây và password chỗ này. Còn nếu như mà mình muốn đăng nhập admin thì mình bấm vô đây luôn. Sign. Mình đang đăng nhập bằng quyền admin. Trong phần này thì hôm nay chúng ta sẽ có hai phần. Một là chúng ta sẽ tạo được user cho toàn công ty. Tạo user cho toàn công ty. Vậy chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần trước khi mà chúng ta làm việc khác, xem thử là cái việc mà cài đặt nâng cấp DC của mình nó đảm bảo chưa. Các bạn vào CMD. Các bạn NS lúc cấp lại một lần. Đây, nó bị sai cái địa chỉ nè. Không, mình nâng cấp lên nó bị sai địa chỉ nè. Như vậy thì ở chỗ này mình sẽ vô trong cái cạc mạng của mình lại để mình set lại cái địa chỉ nó ncba.cpl. Mình kiểm tra lại cái địa chỉ IPv4 của mình. Đây, địa chỉ nó đã bị thay đổi, mình gõ lại 192.168.1.2 là DNS của mình đó. Nó trở về đúng với DNS của mình. Và mình kiểm tra lại một lần nữa CMD NS lookup. Đây. Và địa chỉ của mình đã đúng cái địa chỉ mà mình đã cấu hình lúc nãy. Rồi, bây giờ mình sẽ làm bước tiếp theo. Bước tiếp theo của mình là mình tạo user. Mình sẽ mở cái trang quản trị lên, server manage lên. Trong này các bạn vào tool thì trong tool nó sẽ có cái Active Directory User and Computer. Ha, trên cái menu tool nè, nó có cái này. Click chuột vô đây thì chúng ta sẽ tạo user cho cái server này. Ở trong phần user thì hiện nay là người ta đang quản trị user mặc định của server nó đang có. Được chưa? Và ở chỗ này mình sẽ tạo thêm một cái vùng riêng của mình. Rồi, các bạn chọn New và các bạn chọn chỗ này là Orientational Unit, tức là mình quản trị một cái vùng riêng của mình. Vùng riêng của mình sẽ đặt là AMC Quang Bình. Ví dụ như là công ty của các bạn thì các bạn đặt
cái viết tắt của tên công ty, để tất cả những user, những group mình quản trị nó sẽ nằm ở đây. User là gì? Là thầy có một cái máy ở đây làm server, và thầy tạo cho bạn An một tài khoản, bạn Hoàng, bạn Ngân, rồi các bạn một tài khoản riêng, để khi mà các bạn mở máy lên thì sẽ đăng nhập vào hệ thống bằng cái user của riêng mình. Và tất cả dữ liệu hoặc là các cái quyền, ví dụ như là sau này thầy thiết lập favor, thầy cho các bạn được quyền ra internet hay không ra internet, ví dụ như là các bạn dùng máy local là không được quyền ra internet bởi vì trên hệ thống là chặn rồi. Nhưng mà khi mà login vào máy của bạn An, cái user của An, thì thầy trên này thầy thiết lập trên server là được quyền, còn user của Hoàng thì không được quyền, ví dụ như vậy. Thì mình sẽ quản trị đến mức đó, chứ không phải là cứ mà vô 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 công ty là được lên mạng đâu đó. Hoặc là vô của bạn An thì được quyền dùng cái dữ liệu nào, vô của bạn Ngân thì được dùng dữ liệu nào, thì cái đó nó sẽ tổng hợp hết trên cái user này. Và ở chỗ này thì chúng ta sẽ new, ở đây chúng ta sẽ tạo user chung trước, tức là tất cả mọi người đều có một cái user. Thì các bạn có thể là hiện nay đợt này thì bạn đang làm ở phòng IT, nhưng mà đợt sau giả sử như là bạn sẽ chuyển qua phòng nhân sự, hoặc là một bạn trước đây là làm ở phòng kinh doanh nhưng mà sau là chuyển qua phòng kế toán, ví dụ như thế, thì chúng ta sẽ tạo user là tạo chung hết ở bên ngoài. Ví dụ như là bạn đầu tiên là Nguyễn, first name, nếu mà mình đặt theo chuẩn Anh thì first name là tên, đúng không? Tùy mình muốn đặt theo kiểu gì thì mình đặt thôi. Ví dụ như là Hùng, chỗ này là Nguyễn Văn đó, Hùng Nguyễn Văn. Và cái login on user này nè, thì mình sẽ thống nhất thêm một cái quy chuẩn đặt tên, nghĩa là đối với một bạn bất kỳ thì biết cái tên của mình thì sẽ hình dung được là cái user mà hệ thống sẽ tạo cho mình là gì, không cần hỏi luôn. Ví dụ như Nguyễn Văn Hùng, bạn có thể đặt là Nguyễn Văn Hùng, hoặc là bạn có thể đặt là Hùng Nguyễn Văn, hoặc là bạn đặt là Hùng NV. Đó, được chưa? Thì tùy theo cái quy chuẩn mình quy định ở trong công ty của mình. Ví dụ như đặt Hùng NV là nhiều nhất, tên rồi viết tắt ở phía sau của họ và tên lốt. Nhưng mà trong trường hợp này nó có thể là trùng Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Vũ Hùng thì nó trùng à, cho nên người ta đặt, nếu như mà công ty bị trùng thì ví dụ như là Hùng NV, Hùng NV2, tên nó ngắn gọn, được chưa? Đó là quy tắc đặt tên. Còn bạn sẽ đưa ra một cái quy tắc đặt tên nào đó tùy để mà cho công ty của chúng ta nó thống nhất, chứ còn đừng có thích đặt gì thì đặt. Mình đưa ra một chuẩn thôi, full là Nguyễn Văn Hùng không dấu, hay là Hùng Nguyễn Văn, hay là Hùng NV thì tùy mình. Nhưng mà thường người ta sẽ đặt theo kiểu này, Hùng NV, ngắn nhất có thể mà dễ nhìn dễ hiểu là cái user này của ai. Nếu như trùng thì các bạn sẽ là Hùng NV2, hoặc là Hùng N Vũ, hoặc là Hùng N Văn, ví dụ vậy. Thì các bạn sẽ nét. Và nó có cái đuôi ở đây nè, các bạn thấy là cái này nó có hình dáng của cái gì đây ta? Hùng NV A cộng AMC Quang Bình .com. Nó có A cộng. Thì cái này nó gần tương đương với địa chỉ mail. Thì sau này nếu như mà các bạn có mua cái tên miền là amcquangbinh.com và các bạn sẽ được cái domain này nó cấp cho mình bao nhiêu cái email, hoặc là mình sẽ xây dựng cái mail server ngay tại công ty, thì công ty của mình tất cả nhân viên đều có một cái mail, được chưa? Đều có một cái mail để mà sử dụng, là cái đuôi là amcquangbinh.com, để mà giao tiếp với bên ngoài, để mà khẳng định mình là nhân viên của công ty. Đó là cái đuôi. Bây giờ chưa có mail thì cái giao tiếp trong hệ thống domain
thì nó cũng dùng đến cái A cộng đó luôn. Next, và password thì sẽ đặt là B A cộng SSWORD. Hiện nay là mình chưa đặt cái policy cho nó là password bình thường, mà password bây giờ là nó đang yêu cầu là phải bảo mật, cho nên là có độ dài trên 8, có ký tự hoa, có ký tự đặc biệt. B A cộng SSWORD. Và ở chỗ này thì khi mà các bạn tạo user thì các bạn chú ý, mình là IT thì mình chú ý chỗ này. Cái bát này có phải là chung không? Tất cả mọi người đều biết hết. Mà nếu như mà mình để cái bát này mà nhân viên khi người ta đăng nhập vào hệ thống mà người ta không đổi bát, người ta xài vẫn được. Nhưng mà sau này nó có sự cố. Ví dụ như là cái user này có đưa dữ liệu ra bên ngoài, mất mát dữ liệu, hoặc là làm một cái việc gì đó mà nó sẽ ảnh hưởng đến bảo mật, thì mình sẽ tìm ra là cái user Hùng NV này. Nhưng mà rõ ràng là cái Hùng NV này có bao nhiêu người biết bác, ít nhất là bao nhiêu? Hả? Tất cả công ty đều biết. Và ít nhất là trong đó có Hùng và IT biết. Đúng không? Như vậy thì chưa chắc là Hùng gửi. Đôi khi IT gửi sao? IT mượn danh sao? Cho nên nếu như mà bạn để cái user sử dụng được cái bát này để mà xài thì rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta sẽ set vào đây user must change password at net logon. Tức là user này bắt buộc phải đổi bát với cái lần logon tiếp theo. Đúng không? Như vậy thì cái user Hùng NV này muốn hay không muốn cũng phải đổi. Nếu không đổi thì không vào được hệ thống. Cho nên bắt buộc phải đổi. Mà đến lúc này khi mà Hùng này đã đổi được rồi thì cái password mới của Hùng á, trên lý thuyết là chỉ có một mình Hùng biết thôi. IT không biết và không ai biết cả. Còn cái chuyện mà Hùng làm lộ bát là chuyện của Hùng. Cho nên nếu có vấn đề gì xảy ra thì Hùng là người chịu trách nhiệm, không ai khác cả. Đó là cái vấn đề về IT của mình. Khi mình làm là mình phải chú ý. Cái thứ hai là với những tài khoản public, ví dụ như là mình tạo một cái tài khoản khi mà khách hàng đến công ty mình sẽ có một cái máy gọi là máy public để mà truy cập cái hệ thống của công ty để lấy những dữ liệu mà mình share cho người ta, hoặc là vào internet chẳng hạn. Thì cái tài khoản đó giả sử như mình đặt là tài khoản guest, thì với cái tài khoản đó mình sẽ yêu cầu là không được thay đổi bát. Bởi vì nếu mà người ta thay đổi bát thì khách thứ hai vô sao xài, đúng không? Thì mình phải để cho người ta là không được thay đổi đó. Thì mình sẽ bấm vô là can change password, cannot change password. Tức là mình phải có biết là mình đang tạo user này với mục đích gì và mình chọn cái mục cho nó phù hợp, chứ không phải thích chọn là chọn. Mình biết tại sao mình phải chọn vô đây. À, tại vì cái user này là user guest, sẽ để cho mọi người xài. Chứ nếu như mà mình để cho người ta change cái, người ta xài xong người ta change, thì ông IT ổng reset bát được. Nhưng mà mắc công phải để ổng reset, cái người thứ hai vô là không biết bát mới. Đúng không? Rồi. Rồi cái password thì nó có giới hạn về tuổi. Tức là để tăng độ bảo mật cho công ty thì bạn đặt một cái bát mà bạn xài suốt luôn, thì nếu như mà dữ liệu của công ty nó quan trọng thì có thể là dễ bị hack không? Nếu như mà cứ 14 ngày bạn thay một cái patch mới, mà nếu mà patch bạn đủ mạnh thì cho là người ta có tool đi, người ta dò mà không may mắn thì có thể là 14 ngày người ta cũng dò chưa ra cái patch của các bạn. Vậy thì đến ngày thứ 14, ngày thứ 15 là nó đã qua patch mới rồi. Cho nên cái công sức của người ta 14 ngày hôm trước là coi như bỏ. Phải dò lại từ đầu. Được chưa? Đó. Thì ở chỗ này là mình sẽ đặt cái tuổi. Nếu như mà bạn đặt cái tuổi này ngắn quá thì nhân viên nó đổi bát hoài cũng mệt. Mà đặt dài quá thì vô nghĩa. Bởi vì là đủ thời gian để dễ bị hack. Cho nên là bạn đặt là cái password này có thời gian hay không thì tí nữa chúng ta sẽ qua cái phần
đặt tuổi cho cái bát. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt là bát never expires thì chỗ này là cái bát này không bao giờ hết hết tuổi. Ví dụ như là cái tài khoản gate của mình đặt bát cho người ta là 123, ví dụ như vậy, thì xài hoài luôn, nó không yêu cầu phải đổi bát. Thì mình check vào đây. Trong trường hợp account disabled, cái account tức là một tài khoản, ví dụ mình đang làm, mình là IT, mình cảm thấy là cái NV Hùng này, Hùng NV này hình như có vấn đề, đang chuyển dữ liệu, đang làm một cái thao tác nào đó mà bất an, không ổn lắm, thì mình vô hệ thống mình chọn disable cái là xong, là tài khoản này vô hiệu trên cái hệ thống domain của mình. Hoặc là nhân viên này tạm thời nghỉ việc, hoặc là nhân viên này xin nghỉ không làm trong vòng một thời gian 1 tháng 2 tháng, thì mình vô mình disable cái account này đi. Đó là trong cái thời gian đó là nhân viên này không log on vào được hệ thống, không làm được gì cả, nhưng mà mình không xóa tài khoản ha, disable đi thôi. Như vậy mình hiểu được ý nghĩa của các cái mục lựa chọn, được chưa nè, để mà mình làm việc nó rõ ràng khi mà mình tạo một tài khoản thì mình chọn ở đâu. Rồi tiếp tục chúng ta chọn next. Đây nó thông báo cho mình tài khoản của chúng ta là Hùng Nguyễn Văn với cái user log on là gì, và password của chúng ta là cần phải thay đổi vào lần đầu tiên đăng nhập hệ thống, và chúng ta đã tạo được user. Rồi chúng ta thử tạo thêm một user nữa mà không cần thay đổi. Chúng ta chọn new user Dũng Trần Hoàng. Như vậy ở chỗ này là nguyên tắc của ta là username là gì? Dũng T T H, đúng rồi, Dũng T H. Tức là bản thân của bạn Dũng này không cần nói cũng biết là username của mình là gì luôn. Vì nguyên tắc của mình là tên, họ và chữ log viết tắt, cho nên là bạn Dũng biết. Next, bỏ cái này đi. Finish. Đây, nó thông báo không có gì hết, không chọn gì cả. Finish. Không tạo. Update bat. Mình chưa đặt bat cho bạn Dũng. Không. Mình chọn nhưng mình chưa đặt bat, nó không cho bat trống. Như vậy, P A cộng S W O R D. Mình mới có thể đặt cái bat khác nha, nhưng mà mình đặt cho nó chung cho nó dễ nhớ. B A cộng S S W O R D. Next. Finish. Như vậy mình đã tạo được hai user. Bây giờ các bạn sẽ mở thêm một cái máy client để mình test cái việc join domain. File open cái máy client mà hồi nãy mình giải nén đó. Đây, client. Rồi, power on. Client này nó dung lượng của RAM có 512 thôi. Nếu như mà RAM máy các bạn lớn thì các bạn nâng RAM lên. Còn RAM nhỏ thì các bạn để 512. Nó cũng hỏi là cái giao diện của 216 đang nằm ở đâu. Copy. Rồi mình khởi động lại lần nữa. Mình đang có hai máy. Bên này là máy server, bên này là máy client đang chạy. Mình có thể mở được nhiều máy trên cùng lúc, và mình sẽ demo một cái hệ thống mạng trên chính một cái máy laptop của mình thôi, mà có nhiều cái máy con đang chạy thì nó sẽ rất là tiện. Nhưng mà như vậy thì máy các bạn đòi hỏi là phải RAM, RAM nhiều tí, rồi ổ cứng các bạn cũng nhiều tí. Chú ý cái ổ cứng ha, ổ cứng máy của An hồi nãy là ổ C nó bị đầy vậy, thì mình chuyển qua ổ khác. Rồi máy này hiện nay là nó chỉ mới có đăng nhập vào hệ thống thôi, thì nó nói là quyền admin là gì, tức là máy này gọi là local, chưa có join vào hệ thống domain của mình. Bat của nó là A cộng B hoa A cộng S, là bat cũ mà lúc mà thầy cài cái win này. Và chúng ta sẽ kiểm tra một số vấn đề. Thứ nhất
là cạc mạng của cái máy này đang xài có cùng VNet với server không. VNet hôm trước mình nói là giống như là một cái switch ảo ha, để cùng VNet rồi, nó là VNet 2. Và việc tiếp theo mình sẽ làm là ncba.cvl. Mình sẽ đặt IP cho cái cạc mạng này. IP của mình sẽ đặt cùng lớp IPv6, bỏ IPv4. Mình sẽ đặt cho nó là 192.168.1.3, đúng rồi. Rồi táp xuống là nó là subnet mask mặc định. Default gateway là cái cổng cho nguyên cái hệ thống mạng này đi ra bên ngoài. Thì thường nếu như mà các bạn không có firewall, không có router, không có gì hết, thì bạn có thể đặt cái địa chỉ này là địa chỉ của cái thằng modem ADSL để cho nó đi ra. Còn nếu mà hệ thống máy của mình nó có firewall hoặc là nó có router thì mình sẽ đặt địa chỉ của firewall hoặc là đặt địa chỉ của router tùy theo cái hệ thống mạng. Thì tạm thời mình để là 192.168.1.1 thì mình hình dung đây là địa chỉ của router ADSL. Được chưa? Và cái tiếp theo quan trọng nhất là DNS. DNS là 192.168.1. Chấm mấy nào? Chấm 2, đúng rồi. Thì cái mà hồi nãy mình cài cho hệ thống mạng của mình DNS là 1.2. À, là cái địa chỉ của server nè. Server hồi nãy mình cài cho nó cái DNS nè. Đây DNS của mình nè. Đây mình đang cài bên máy server nè. Đúng không? Và hồi nãy mình có test là nslookup. Đây nó thông báo nè. Địa chỉ của AMC Quang Bình là 1.2. Được chưa? Thì cái này là DNS chung của cả công ty. Thì bây giờ bên máy client mình cũng đặt 1.2. Ok. Và bên này mình cũng thử lại một lần nữa CMD NS lookup. NS lookup bị sai, lookup. Đây, nó cũng đã thấy được cái địa chỉ của mình ở bên kia, AMC Quang Bình, và địa chỉ 1.2. Rồi, phải đảm bảo được rằng mình thấy được cái DNS thì mình mới son được domain. Bây giờ đối với lại cái máy này, khi mà chúng ta vô cái disk PC, chúng ta chọn property. Máy này nó đang báo nè, client 1, mạng của mình là world group, là mạng ngang hàng, chưa có zone domain nào cả. Được chưa? Rồi bên cái máy DC này, nếu như mà mình nhìn ở trong cái phần computer, mình vô cái đây, mình chọn domain controller, active directory user and computer. Thì ở cái phần computer của mình nè, đây computer, mình cũng chưa thấy cái máy nào hết, là chưa có cái máy nào join vào đây cả. Rồi mình thử cái thằng này để join vào nha, client. Các bạn ở chỗ này các bạn chọn change setting. Đây nè, computer name nè, domain nè, work group, setting. Mình chọn change setting. Bấm vào change setting. Thì nó sẽ hỏi rằng là bạn change cái gì. Mình chọn là change ở dưới này. Thứ nhất là change cái tên của máy tính nếu mình muốn. Rồi cái quan trọng của mình là mình change domain. Thay vì work group thì mình chọn là domain. Domain của mình là amcquangbinh.com. Hồi nãy mình nâng cấp cái domain này. Ok. amcquangbinh. Ủa sao nó không thấy ta? Rồi ok, mình bỏ chấm com đi, mình lấy cái tên thôi, AMC Quang Bình.
Và ở chỗ này chúng ta sẽ có cái username mà cho phép, thì mình sẽ gõ là admin. Hoặc là bây giờ mình thử cái hùng nv đi, hùng nv nó cho vô không? Đó. Như vậy ở chỗ này thì thường là mình sẽ dùng cái quyền admin để mình join domain là administrator đó. Còn bây giờ mình dùng hùng nv, rồi dưới này bat b a cộng s s w o r d. Ok. Rồi nó đang chạy nè. Đợi tí nó liên kết với lại bên server để nó xác thực tài khoản. Rồi chú ý ở chỗ này với cái quyền join domain, với quyền join domain thì chúng ta dùng cái hùng hùng đó là không được, mình thử lại với một cái tài khoản khác. Administrator và password. Chúng ta dùng tài khoản của admin, administrator thì nó đã cho quyền để mình join domain. Như vậy thì sau này á các bạn có thể sẽ tạo ra, ví dụ như là bạn là IT chính nhưng mà với mỗi phòng ban thì nó có rất là nhiều máy, rất là nhiều máy mà mình đi join máy cho nhân viên thì nó cũng được nhưng mà nó lâu, thì mình có thể là tạo ra một cái user và mình cấp quyền cho cái ông trưởng phòng, ông tròn cho nhân viên của ông đó, thì sau này mình sẽ học thêm mấy cái đó. Còn bây giờ là mình dùng quyền admin để mình join domain, và sau khi chúng ta join domain xong thì nó bảo là khởi động lại. Đây, khởi động là khởi động cái máy ảo, client lại, khởi động lại. Rồi bây giờ mình qua mình nhìn bên máy server ha, bên này mình sẽ refresh cái đây, client một đã được đăng nhập. Như vậy khi mà mình nhìn vào cái quản trị bên server thì mình biết à bên cái hệ thống của mình là đã có những máy nào join được domain rồi. À, còn ví dụ như là nhân viên người ta nói anh Bình ơi là em chưa có đăng nhập được hệ thống domain của mình, thì mình phải nhìn lại thử là cái máy đó đã join domain chưa. Nếu như mà chưa thì mình phải chạy xuống mình join domain cho người ta thì người ta mới vô được. Rồi bây giờ khi mà các bạn đăng nhập lại, chú ý chỗ này giúp thầy nè. Nếu như mà bạn đăng nhập vô đây mà hùng nv nó không cho, tại vì cái này là nó đang đăng nhập bằng local, local. Vậy thì chỗ này mình sẽ gõ là b hoa a cộng s là nó vô local, và cái máy client một này không liên quan gì đến server cả, cho dù là bạn join domain rồi nhưng mà không liên quan gì hết. Bạn chọn vô order giúp thầy đây. Nó sẽ hỏi nè, bạn sign in vô cái AMC Quang Bình và mình gõ vô đây user là hùng nv password b a cộng s s w o r d, được chưa? Thì nó mới vô vô domain đây. Nó hỏi nè, merge change password net log on đó. Rồi ok, chỗ này mình sẽ đổi bát, mình đổi lại đi b a cộng s s w o r d 1, thêm số 1 nữa cho nó khỏi có bị nhầm đó. Mình đổi bát khác cũng được nhưng mà đa số thì các bạn nhớ, nhưng mà có một số trường hợp là các bạn đổi cái bát gì cuối cùng các bạn quên mất tiêu, à, cho nên đổi cái bát chung đi cho nó dễ, mình đang học mà, cứ đổi thành số 1, số 2 là dễ nhất. Rồi sign in Nguyễn Văn Hùng đây, thấy chưa? Như vậy thì Hùng Nguyễn Văn đã được join domain, và bây giờ ở bên hệ thống bên kia mà có share dữ liệu hoặc là cấp quyền gì đó thì cái bạn Hùng này sẽ được thụ hưởng cái quyền mà bên server cấp. Bây giờ
mình sẽ quay trở ra. Cái máy này là mình đã zone domain rồi, thì mình có thể quay trở ra, mình sign out, mình vô lại bằng cái user của Dũng TH. Sign out rồi, sao nó chưa ra đây? Đợi tí nó cần fit tí xíu. Rồi, sign out. Rồi, mình vô lại. Ở đây là Hùng NV. Hùng NV vẫn đang còn giữ nè. Mình chọn order. Chỗ này mình sẽ để là Dũng. TH Dũng TH bat PA cộng SSWORD. Chú ý nha, nó khác với Hùng NV nha. Vô Dũng Trần Hoàng. Nó có yêu cầu đổ bat không? Không. Là do IT set ha, IT thiết lập. Thiết lập bắt buộc đổ bat thì đổi, mà IT thiết lập là không đổi thì thôi. Đó, thì do là IT thiết lập. Bài thực hành của mình trong buổi hôm nay, tóm lại, chúng ta sẽ có một số việc. Thứ nhất là các bạn sẽ vô trong trang quản trị. Trang quản trị của mình. Đây, vô trong Server Manage. Chúng ta sẽ vô phần Tool, phần User. Chỗ này User, tức là Activity User and Computer. Và chúng ta sẽ có nhiệm vụ là tạo ra, click chuột phải lên cái server của mình, new, một cái organizational unit, tức là người ta gọi tắt là OU. Sau này mình nghe cái từ là new OU thì mình biết nó là cái này. Và mình tạo ra cái OU có cái tên là AMC Quang Bình, thì để tất cả những user của mình nó nằm ở đây. Chứ nếu mà bạn tạo ở đây cũng được. Thứ nhất là nó lẫn lộn vào bên trong. Thứ hai, sau này mình áp một số cái policy xuống, nó hơi khó. Còn nếu mình tạo riêng, thì khi mình áp cái policy xuống, nó chỉ có tác dụng trên cái OU này thôi. Còn những cái user khác không bị ảnh hưởng. Được chưa? Rồi, mình tạo một cái user, hai user, bằng cách là mình chọn new user. Đó, nếu mà không nhớ thì coi lại cái phần đầu của video. Rồi, bên này là bên máy server. Bên máy client thì chúng ta sẽ join vô hệ thống. Ví dụ như chỗ này đi. Cái này là mình đang đăng nhập vô bằng client ha. Mình thử ncpa.cbl. Enter. Rồi, đây. Bạn vô đây, bạn chọn Property. Thấy chưa? Nó bị hạn chế quyền chưa? Đối với lại máy client, bạn chỉ có thể xem IP của máy này là .1.3, DNS là .1.2. Còn muốn đổi IP không đổi được. Như vậy thì nhân viên của công ty, người ta sẽ không biết được password của cái máy này. Không biết được password của máy chính. Người ta đến công ty thì người ta chỉ biết là Hùng NV, password vậy đó. Dũng TH, password vậy đó. Không biết cái tài khoản khác. Thì hạn chế quyền của người ta. Mình sẽ cấp một số quyền nhất định nào đó thôi. Đó. Thì cái đó là hệ thống của server. Nó rất là hay. Và nếu như mà mình kiểm tra lại cái server của mình, cái máy tính của mình, property, đây máy tính của mình là client 1 đã đăng nhập vào domain. Hồi nãy cái chữ chỗ này là workgroup, bây giờ nó đổi lại thành domain, tức là máy của mình đã join vào domain rồi. Và nếu như mà mình muốn biết là mình đang đăng nhập bằng user gì thì các bạn vào cái start ở phía trên này, đây Dũng Trần Hoàng. Bạn đang biết là mình đang Dũng Trần Hoàng. Bạn có thể change account setting những cái thông tin liên quan đến Dũng Trần Hoàng này. Đó. Rồi, như vậy là mình đã xong cái bài tập của mình đến giai đoạn này.
mình sẽ vô cái phần computer, mình sẽ thấy được là client 1 đã join được domain. Được ha. Rồi, tiếp tục thực hành.